Thưa quý vị, xác định đầu tư công là vốn mồi để thúc đẩy kinh tế phục hồi và phát triển sau dịch COVID-19. Đà Nẵng đã dành nguồn lực lớn và triển khai nhiều giải pháp để giải ngân vốn. Nhiều dự án trọng điểm động lực đang được đẩy nhanh, kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng trong dài hạn. Hơn 2 tháng sau khi khởi công, hiện nay việc thi công dự án cảng Liên Chiểu phân cơ sở hạ tầng dùng chung đang được triển khai hết sức khẩn trương. Năm 2023 này, dự án đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 25% giá trị xây lắp của hợp đồng, tức khoảng 658 tỷ đồng. Việc đầu tư phát triển cảng Liên Chiểu dần thay thế cho cảng Tiên Sa và từng bước chuyển đổi công năng khu bến Tiên Sa thành bến cảng du lịch là phù hợp với tiến trình phát triển của thành phố. Thì hiện nay trên Liên Chiểu có nhiều khu công nghiệp Hòa Khánh, khu công nghiệp Liên Chiểu, khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng. Các lực lượng, số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn rất là nhiều. Do vậy, việc phát triển được cái cảng biển Liên Chiểu sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Rồi việc đầu tư xây dựng cái cảng biển Liên Chiểu trên này, thì chúng ta phát triển cái khu đô thị cảng biển. Thì xác định đây là công trình trọng điểm động lực của thành phố. Thì ngay từ ngày ra quân đầu năm, thì đơn vị thi công đã tập trung máy móc, thiết bị, nhân vật lực để triển khai thi công công trình để đảm bảo tiến độ đã đề ra. Ngoài bến cảng Liên Chiểu thì trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng cũng triển khai nhiều dự án trọng điểm động lực khác với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Riêng năm 2023, tổng vốn đầu tư công theo kế hoạch của thành phố là hơn 7.945 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn xây lắp đã phân bổ là 5.207 tỷ đồng, kế hoạch vốn đền bù đã phân bổ là 780 tỷ đồng. Mục tiêu thành phố đề ra là hoàn thành, đưa vào sử dụng 38 công trình, khởi công 25 công trình và giải quyết dứt điểm tối thiểu 50% dự án trong tổng số 226 dự án kéo dài nhiều năm. Nếu 38 cái công trình này năm nay mà đưa vào khai thác sử dụng được thì cái bộ mặt về hạ tầng của chúng ta là thay đổi một cách rất căn bản. Ở đây tôi đề nghị nó sẽ trở thành những công trình mang tính pháp lệnh để cho các chủ đầu tư và các ban quản lý cũng như là các sở ngành phải hoàn thành được cái mục tiêu này. Năm 2023, Đà Nẵng chọn chủ đề năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, chủ động triển khai các giải pháp giải ngân các nguồn vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, được xem là giải pháp quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố trước mắt cũng như trong dài hạn.